Xin chào các bạn, trong cái video này cô Anh chia sẻ cho các bạn một cái tip mà mình chuyển từ hình ảnh thiết kế về có đầy đủ màu sắc mạng khối chuyển sang một cái hình ảnh thành nét để tô màu cực kỳ đơn giản, chỉ cần một cú click chuột mà thôi. Thì đây là một cái phương pháp, một cái tip mà từ cách đây năm 2020-2021 mình đã làm rất là nhiều cuốn sách về tô màu upload trên KDP Amazon và kiếm rất là nhiều sale. Và trong khi đó những cái thời gian đấy nó chưa có những cái công cụ AI mà tạo ra những cái cuốn sách tô màu rất là dễ dàng của AI, nhưng mà cái này thì mình chủ động ở trong việc là sử dụng, tái sử dụng lại tất cả những cái vấn đề về những cái mẫu thiết kế của mình ở trên Merge by Amazon. Những cái bạn làm BOD thì các bạn có rất là nhiều tài nguyên về thiết kế đúng không nào, thì mình sẽ chuyển từ những cái hình ảnh thiết kế nó sang hình ảnh tô màu rất là nhanh. Thì các bạn mở cái công cụ này ra ở dưới link bên dưới của cái video của Quốc Anh nhé. Thì khi mà các bạn mở ra thì các bạn nhớ chọn cho mình là No thanks, I don't need awesome free tools today. Thì có nghĩa là cái tool này hiện tại vẫn còn là miễn phí nha. Thì các bạn click vào cái nút này và chúng ta sẽ click vào nút slash an image from your device. Thì mình click vào đây và mình chọn một cái hình về thiết kế, hình có màu sắc đây. Đây chẳng hạn giống như những cái mẫu thiết kế như thế này. Thì mình chọn Open và nó sẽ chuyển sang cái nét rất là đơn giản. Đấy các bạn, thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Nó chỉ cái nét như thế này là mình rất là dễ dàng trong việc là đóng gói thành một cái cuốn sách tô màu được rồi. Đó, coloring book for adults, for kids, vân vân. Tùy theo những cái tài nguyên thiết kế của mình ha. Đó, các bạn thấy không? Thì cái phần này thì chúng ta có thể là customize cái nét này được nha các bạn. Ở trong phần này mình có thể là có 5 cái option để mà chuyển sang màu sắc, ví dụ như là color thì nó chuyển sang cái mạng khối như này. Adaptive thì nó sẽ chuyển sang những cái nét to hơn. Và cái độ đậm nhạt đây ha, các bạn thấy không? Rồi, texture, cái này là chuyển sang mạng khối đen trắng luôn ha. Mình chọn tint và cái nét mà theo kiểu là nó chia ra thành nét luôn, mạng. Cái mạng nét này còn chuyển sang nét luôn. Ok, Ace. Ok, mình thường thường là mình chọn cái A này ha. Nó ok hơn. Rồi, cái phần sáp này thì mình có thể là chỉnh lại một xíu. Rồi, thì như vậy là ví dụ như mình đã tạo ra được như thế này đã xong rồi. Thì mình sẽ xuất ra thôi. Thì các bạn click vào nút là Print to any size ha. Các bạn click vào nút này hoặc là chọn là Download. Print on, đây, click vào Download đây. Và mình chọn Save Your Computer. Đó, thì như vậy là mình đã save xuống cái bản thiết kế này để mình đóng gói thành một cái cuốn sách tô màu coloring. Các bạn có thể là kiểm chứng cái đây nha. Các bạn thấy không? Full HD nha. Thì chúng ta có thể là sử dụng những cái trang coloring page này để mà đóng gói thành coloring book. Ok, thì hy vọng các bạn thông qua cái tip này thì các bạn có một cái cách để mà làm sách, để mà xuất bản lên trên KDP khá là thú vị nha, và tạo cơ hội cho mình để kiếm thu nhập thụ động. Thì thông qua đây thì mình cũng giới thiệu cho các bạn thêm, đó là Quốc Anh đã đóng gói một cái khóa học KDP Amazon từ A đến Z với một cái lộ trình bài bản chuẩn chỉnh với cái giá là 1.999.000 và có lộ trình và support 1:1 và có group và có tài nguyên tư liệu, tất cả mọi thứ mình share cho các bạn để các bạn làm. Nếu mà các bạn là một người newbie mới bắt đầu tìm hiểu về KDP á, thì các bạn có thể là đăng ký cái khóa học này ở link bên dưới để đồng hành với Quốc Anh và mình rút ngắn được cái thời gian trong cái quá trình học và làm và có kết quả nhanh hơn. Chúc các bạn thành công. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ các bạn click vào subscribe kênh của mình nhé.